hai ca sĩ nhóm ATA tử vong vì tai nạn giao thông. Đó là hai ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang thuộc nhóm hát ATA đã tử vong khi điều khiển xe gắn máy tông vào đuôi xe tải. Cái chết thương tâm của hai ca sĩ trẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Vừa qua, Công an xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước cho biết đã có thông tin về vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến hai người tử vong. Nạn nhân là hai ca sĩ Nguyễn Chí Ngôn, 32 tuổi và Lâm Gia Khang 26 tuổi. Theo điều tra khoảng 19 giờ 30, ca sĩ Chí Ngôn và Gia Khang điều khiển xe máy lưu thông trên đường hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đi thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình lưu thông đến đoạn đường qua khu phố Phú Thịnh, xã Phú Riền, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ xe máy của hai ca sĩ tông vào phần đuôi của xe tải đang đậu bên lề đường do tốc độ lao nhanh nên hai ca sĩ này đã tử vong tại chỗ. Nhóm được thành lập từ năm 2012 được nhiều khán giả biết đến. Trong đó chỉ ngôn là trưởng nhóm, cả ba đã biểu diễn rất sôi động những ca khúc nhạc trẻ và cả những bài hát mang âm hưởng dân ca. Tôi rất quý mến nhóm hát trẻ này, họ rất đam mê dốc hơi sức khi biểu diễn trên sân khấu. Nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Hồng Vân xúc động nói. Chí Ngôn là ca sĩ trẻ đi hát đơn ca nhiều năm, anh rong ruổi khắp nơi biểu diễn tại nhiều sân khấu ca nhạc, đến năm 2012 thì gặp ca sĩ trẻ Gia Khang và kết hợp thành nhóm hát. Nhiều ca sĩ trẻ biết đến nhóm hát này đã đến chia buồn tại hai đám tang được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước.